kill. Multi kill. Tuổi gì? Ôi, phong này toàn thấy cấp thấp ấy nhỉ. Headshot. Double kill. Tôi bắn kinh thế. Double kill. Multi kill. Ultra kill. As planned. Grenade. Bắn trước à? Ảo đấy. Đủ tốt bắn ghê thế nhở. Địch nó ảo ma quá à. Giờ toàn tay to mà. Ui tín chưa. Giật cả mình. Double kill. Multi kill. Trời. Ultra kill. Ra lại đi. Ô, hết rồi à? Interrupt. Headshot. Lâu lắm mới đấu được đấy. Về đây. Thằng tốt bắn ghê vãi. Bắn hút vãi.
ba trưởng nó kinh thế chị đấy. Ôi. Phong này bắn gớm phết anh chị. Ghê đấy. Ra là chết luôn rồi. Double kill. Grenade. Multi kill. Ultra kill. As planned. Do not interrupt. Trời ơi. Nhịp thế mà không chết. Ghê. Tốt rồi, bắn hút quá. Không ổn. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Bad plan. Đùa, đâu ấy? Do not interrupt. FL là cái gì? Sao mà đông thế? Kill.
Lại bị giật lai à? Hết đủ. Thằng này phải cho nó một phiếu mới được. Bắn ảo ma vãi. Double kill. Đi mà bắn ảo lắm. Không, tôi làm gì bắn. Làm gì được bắn bạn. Thôi đi dành nha. Tới giờ rồi. Lúc thôi. Lúc này tốt rồi. Để ăn tiền luôn. Cứ ở đâu ấy nhỉ? Một C ra. Bom bê nè, mu nè. M
Macro nó không bị khóa hả anh? Nó có khóa nhưng mà nó khó. Cái này phải tố cáo. Tố cáo cho GM thì mới được. Khói nè. Lũ đạn, né đi. Mù nè. Vừa bỏ vừa cầm cọp lên ép mà mình bảo là em đừng ép mà nhỉ. Bọn này nó núp mà thôi, thủ thôi, thủ thì mới thắng được, cứ ép lên là chết đấy. Gỡ bom nhanh đâu anh, gỡ bom nhanh lắp rồi nhưng mà nó không được ấy. Thằng chết là thua. Thằng chết tìm thua luôn. Thôi hai là một que rồi, thôi chết cả hai rồi. Lắp rồi nhưng mà nó không gỡ bom nhanh cho, không hiểu. Một viên thôi, một viên 687 thôi. Chết luôn mà. Khó rồi. Nó sang B đấy. Ôi, sang A. Thế vào qua trục quả rồi lắp lại. Thế à? Thôi kệ đi. Ngoài A này. Cam rồi nhá. Không ép nữa. Hôm nay bắn chắc đấy. Không ép nữa. Bắn ép toàn chết. Team không xử lý được. Chào hữu nhá. Không nhớ luôn. Quen vừa lạ. Khói nè. Đâu rồi? Tí chết. Tí niệm. Thôi thiếu người rồi. Giữ vững đội hình. Giữ vững đội hình. Hai thằng kia nó ép kìa, tí chết xuống cho xong, cho xem. À được, à được.
Hay lắm. Còn thì sao ấy? Không đồng ý. Chết hết rồi. Mít à. Quá bình thường. Thôi nè. Cao ngách, cao ngách, cao ngách. Ác này anh là bao nhiêu ác này của nhà phát hành em ơi. Có phải nạp đâu. Đây. B1 hồi sinh 1. Ừ, thanh thiên nhá. Hồi sinh 1 B1 lần cuối. À clear. Ông này bắn slum không trúng viên nào. Chỉ có bắn đấy, thấy chưa, toàn trượt thôi. Nên tay anh bắn thì có phải tốt không?